Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một loại cây, một loại quả rất dân dã ở miền quê mà chúng ta thường hay thấy nhưng lại rất ít khi để ý. Đó chính là cây dâu tầm. Theo đông y, quả dâu chín hay sấy khô có công hiệu bổ âm huyết, sinh tân dịch, nhuận táo. Dùng trong các trường hợp như là can thận âm hư, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, điếc tai, bệnh đái tháo đường, tiểu khó, táo bón, rau tóc bạc sớm, đau lưng, đau xương khớp, mỏi gối, hồi hộp mất ngủ, lao hoạch. Quả dâu tằm thường xuất hiện vào cuối mùa xuân đầu mùa hạ, rơi vào khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4. Mùa dâu tằm chỉ chín rộ khoảng 3 đến 4 tuần là hết mùa. Quả dâu khi chín sẽ có màu đỏ hoặc đen, khi ăn có vị mềm, chua chua, ngọt ngọt và rất nhiều nước. Ngoài ra, lá non của cây dâu tầm cũng có thể làm rau để luộc, xào, nấu canh như các loại rau khác, có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thành phần dinh dưỡng có trong quả dâu tầm Quả dâu tầm tươi có tới 88% là nước, 6% calo, ngoài ra còn có thêm 9,8% cáp, tức là những loại đường đơn giản, chẳng hạn như glucose và fructose, 1,7% chất xơ bao gồm chất xơ hòa tan ở dạng pectin và không hòa tan ở dạng lysin giúp hỗ trợ tiêu hóa và giảm mức cholesterol. 1,4% protein và 0,4% là chất béo. Ngoài ra, dâu tầm còn chứa nhiều vitamin và các loại khoáng chất như vitamin C, sắt, vitamin K1, kali, vitamin E, vân vân. Đây đều là những dưỡng chất rất tốt cho cơ thể tác dụng của quả dâu tằm. Thứ nhất, đó là hạ cholesterol. Cholesterol trong máu tăng cao có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Vì vậy, nếu bạn ăn hay uống nước từ dâu tằm sẽ giúp giảm chất béo dư thừa và giảm mức cholesterol. Ngoài ra, một số nghiên cứu chứng minh dâu tằm có khả năng làm giảm sự hình thành chất béo trong gan, ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ. Thứ hai, Dâu tầm có công dụng kiểm soát lượng đường trong máu. Dâu tầm chứa một hợp chất deoxynormericin, chất ức chế một loại enzyme trong ruột để phá vỡ carbs. Một loại đường làm tăng mức đường huyết nhanh chóng gây nguy hiểm cho những người bệnh tiểu đường. Vì vậy, quả dâu tầm rất có lợi trong việc kiểm soát bệnh đái tháo đường. Công dụng thứ ba đó là hỗ trợ tiêu hóa. Dâu tầm là loại quả có giàu chất xơ hòa tan vì vậy nếu bạn ăn dâu tầm sẽ giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động ổn định công dụng thứ tư tăng cường hệ thống miễn dịch dâu tầm có vitamin c là một vũ khí phòng thủ mạnh mẽ giúp gia tăng sức đề kháng chống lại bệnh tật vì vậy bạn chỉ cần một khẩu phần ăn nhỏ dâu tầm mỗi ngày sẽ gần như cung cấp đủ nhu cầu vitamin c cho cơ thể giúp cho cơ thể khỏe mạnh có một vũ khí mạnh để chống lại bệnh tật công dụng thứ năm đó là ngăn ngừa lão hóa sớm dâu tầm có chứa nhiều vitamin a c e cùng với các thành phần carotenoid như lutein bk caroten zisanin và alpha caroten những chất này giúp chống lại quá trình oxy hóa chống lại sự tấn công của các gốc tự do giúp cho da mịn màng tóc đen bóng và khỏe mạnh công dụng thứ sáu quả dâu tầm tốt cho mắt quả dâu tầm có chứa zeaxanthin giúp giảm stress oxy hóa trong các tế bào mắt. Các carotenoid có trong dâu tầm hỗ trợ ngăn ngừa đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Công dụng thứ bảy, cải thiện hệ miễn dịch, ngừa cảm cúm thông thường. Dâu tầm giúp cải thiện hệ thống miễn dịch bằng cách kích hoạt các đại thực bào thông qua alkaloid có trong chúng. Đại thực bào giữ cho hệ thống miễn dịch luôn trong trạng thái tỉnh táo giúp ngăn ngừa các tác nhân xấu ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra, dâu tằm cũng chứa nhiều vitamin C, một yếu tố quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch. Cảm cúm hoặc cảm lạnh là những bệnh vặt rất dễ hay gặp phải. Công dụng thứ 8, xây dựng mô xương. Dâu tằm chứa vitamin K, canxi và sắt. Đây là sự kết hợp tốt nhất của các chất dinh dưỡng để duy trì và xây dựng các mô xương chắc khỏe các chất dinh dưỡng này giúp xương đảo ngược được các dấu hiệu thoái hóa xương, ngăn ngừa những lối loạn xương như là loãng xương, viêm khớp. Công dụng thứ 9 Giúp giải khát, hỗ trợ chữa táo bón Nước dâu tầm có tác dụng thanh nhiệt, giải độc khá hiệu quả. Đặc biệt, nếu ai bị mụn nhọt, nóng trong người thì có thể sử dụng loại nước này hàng ngày để cải thiện. Bên cạnh đó, dâu tầm còn chứa khá nhiều vitamin C, nên sẽ có tác dụng hỗ trợ điều trị táo bón hiệu quả. Công dụng thứ 10. Tốt cho tim mạch Uống nước dâu tầm thường xuyên sẽ giúp giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể, từ đó giúp ngăn ngừa hiệu quả các vấn đề về tim mạch. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa, polyphenol hay flavonoid trong nước dâu tầm cũng sẽ tạo điều kiện thúc đẩy cho hệ tim mạch phát triển khỏe mạnh duy trì lưu lượng máu ổn định và ngăn ngừa các cơn đau tim đột quỵ. Công dụng thứ 11. Dâu tằm giúp hỗ trợ giảm cân, điều này là các chị em phụ nữ rất là yêu thích. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ là một tiền đề giúp duy trì cân nặng hợp lý. Các người nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng người thường xuyên sử dụng nước dâu tằm hay quả dâu tằm sẽ có thể giảm được 10% trọng lượng cơ thể trong gần 3 tháng. Ngoài ra, khi uống nước dâu tằm đều đặn và đúng cách thì mở thừa ở eo, đùi cũng được. Công dụng thứ 12, ngăn ngừa lão hóa. Không chỉ tốt cho sức khỏe, nước dâu tằm còn rất tốt cho sắc đẹp nữa. Trong nước dâu tằm có chứa chất resveratrol có tác dụng bảo vệ da tránh khỏi những tia UV có hại. Bên cạnh đó, nhờ chất chống oxy hóa dồi dào mà nước dâu tằm còn giúp cho làn da của bạn luôn khỏe mạnh, đồng thời hạn chế nếp nhăn xuất hiện. Công dụng thứ 13, tốt cho xương khớp. Trong nước dâu tằm, công dụng thứ 12 ngăn ngừa lão hóa. Không chỉ tốt cho sức khỏe, nước dâu tằm còn rất tốt cho sắc đẹp nữa. Trong nước dâu tằm có chứa chất resveratrol có tác dụng bảo vệ da tránh khỏi những tia UV có hại. Bên cạnh đó, nhờ chất chống oxy hóa dồi dào mà nước dâu tằm còn giúp cho làn da của bạn luôn khỏe mạnh, đồng thời hạn chế nếp nhăn xuất hiện. Cách chế biến quả dâu tầm Cách thứ nhất đó là ngâm nước dâu tầm với đường Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị đó là một kg dâu tầm và nửa ký đường Các bạn chọn những quả có màu tím thẩm, không bị dập nát và hư hỏng Cách làm như sau Các bạn bỏ cuốn của quả dâu đi, rửa nhẹ tay Nước cuối cùng rửa bằng nước muối pha loãng và sau đó vớt dâu ra rổ và để ráo nước. Các bạn nấu một nồi nước sôi, khi còn nóng khoảng 80 độ, các bạn sẽ dội qua rổ dâu. Cách này giúp cho dâu ngâm lâu không bị mốc hay nổi váng. Sau đó các bạn sẽ rải một lớp đường vào trong lọ, tiếp đến sẽ là một lớp dâu và cứ tiếp tục như vậy cho đến hết. Và trên cùng lại thêm một lớp đường. Khi ngâm dâu được 5 đến 7 ngày thì các bạn mang hỗn hợp dâu ra để lọc qua rây. Lấy riêng nước dâu đun sôi khoảng 15 phút và để thật nguội rồi cất vào trong lọ. Cách này giúp bảo quản siro dâu được lâu hơn. Riêng bã dâu, các bạn có thể cho ít rượu vào ngâm, khoảng vài ngày là có ngay rượu dâu để thưởng thức. Cách thứ hai là cách chế biến, ngâm dâu tầm với mật ong. Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị như sau. Một ký rưỡi dâu tầm, 1 lít mật ong ngon và nửa ký đường cát trắng. Cách làm như sau. Bước thứ nhất, các bạn rửa dâu và xê chế với nước muối ấm như hướng dẫn trong cách trên. Sau khi rửa, các bạn rải dâu ra khay rồi để cho khô nước. Bước thứ hai, sau khi dâu đã khô, cho dâu vào hũ thủy tinh, đổ mật ong vào, đậy nắp và để nơi thoáng mát dễ quan sát. Bước thứ ba, sau khi ngâm dâu được 2 đến 3 ngày, các bạn quan sát nếu thấy dâu tầm có dấu hiệu trương lên hoặc lên men. Các bạn dùng đũa gỗ hoặc đũa tre đảo đều cho dâu và mật ong quyện vào nhau, rồi chuyển hũ sang chỗ thoáng mát hơn. Tuyệt đối không đặt hũ dâu ở nơi có nhiệt độ cao, ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào, vì vậy sẽ làm cho dâu nhanh lên men. Bước thứ tư, sau khi ngâm dâu với mật ong được khoảng 7 tới 10 ngày, các bạn dùng rây lọc lấy nước cốt, rót nước cốt dâu vào chai thủy tinh và bảo quản trong ngăn mát để dùng dần. Phần thịt dâu các bạn có thể tận dụng để làm mứt dâu tằm. Bước thứ 5. Để làm mứt dâu tằm, các bạn cho khoảng 5 0,5 kg đường vào xác dâu đã lọc và xóc nhẹ tay để đường và dâu trộn đều. Sau khi đường tan, các bạn sẽ cho hỗn hợp vào chảo, xên trên lửa vừa cho đến khi sánh lại là các bạn đã có món mứt dâu tầm thật thơm ngon. Chúc các bạn sẽ có được những sản phẩm dâu tầm thật là ngon và tốt cho sức khỏe nhé.